Tại chương trình Câu chuyện mùa xuân lần thứ tư nhân ngày Thế giới phòng chống ung thư mùng 4 tháng 2 do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức, rất nhiều những câu chuyện xúc động, khơi dậy nguồn cảm hứng từ chính những người đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu đã được chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, 39 tuổi, phát hiện mình bị ung thư máu vào năm 2019. Sau khi trải qua cảm giác buồn bã, tiêu cực, nhờ tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ, chị đã lấy lại sự mạnh mẽ, lạc quan để chiến đấu kiên cường với căn bệnh. Thực ra thì nếu mà bảo không buồn hay là không suy nghĩ thì nó rất là khó. Tại vì là lúc đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều luôn ấy. Lúc đấy thì mình lại chỉ nghĩ là tại sao mà mình lại có thể mắc bệnh này. Mình cũng là một người sống ăn uống và sinh hoạt rất là lành mạnh mà mắc bệnh. Hoặc là bây giờ lúc đấy cũng chỉ nghĩ duy nhất một điều duy nhất nghĩ đến là hai bạn nhỏ của mình đang là rất nhỏ, một bạn vào lớp 1 và một bạn thì chuẩn bị vào cấp 2. Thì là cái đấy là cái nguồn động lực duy nhất, là lúc đấy là mình nghĩ và mình không nghĩ đến bệnh tật nữa, và mình chỉ nghĩ là làm thế nào để mình được trở lại cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng em có thời gian hoặc là mình đi khám định kỳ ấy, thì em có hay lên viện tặng các bạn nhỏ một cái gì đó, món quà nhỏ, hoặc là ví dụ như các bạn đầu năm học thì mình tặng các bạn một cái bình nước nhỏ, tặng các bạn ở bệnh nhi và các bạn hoặc là con của các bệnh nhân bị bệnh giống như em. Thì em thấy là có những trường hợp như thế nào các bạn giới thiệu thì mình lại gửi tặng các bạn một cái món quà nhỏ nhỏ thôi, cũng không có gì là to lớn ạ. Một trường hợp bệnh nhân khác là chị Phượng Nhi, ngụ tại Mê Linh, Hà Nội. 3 năm trước khi biết mình mắc ung thư máu, chị đã suy sụp, hụt hẫng. Sau những ngày chuyển hóa chất và thải độc trì, đến tuần thứ 3, cả 3 dòng chỉ số giảm sâu, tiểu cầu, bạch cầu thấp, là chị xuất huyết khắp chân, miệng lở loét, sốt ly bì, cơ thể đã trở nên rã rời, không còn sức sống. Trong quá trình điều trị hóa chất, miệng khô đắng, nôn ọe, không ăn được gì, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, tìm đến các loại ngô, khoai, trái cây để giúp mình có sức lực vượt qua giai đoạn điều trị. Rồi tất cả những đau đớn, khó khăn đó cũng qua đi. Đến giờ, nhiều lúc tôi không còn nhớ mình là bệnh nhân ung thư. Tôi tập yoga, học thiền, đọc sách khi rảnh rỗi. Tôi muốn nhắn nhủ mọi người, hãy cố gắng bình tâm, không đau buồn, lo lắng, lạc quan, vững tin sẽ giúp chúng ta vượt qua bệnh tật, chị Nhi kể lại. Được tái sinh với chị Nhi là một phép màu. Sự yêu thương, động viên của gia đình, của các y, bác sĩ tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, sự động viên nhau của mỗi người bệnh trong khoa máu người lớn đã giúp tôi và nhiều người bệnh chiến thắng, quên đi mình là một bệnh nhân, chị Lê Thị Phượng Nhi chia sẻ. Chia sẻ về căn bệnh ung thư máu, tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết. Với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay, bệnh nhân ung thư không phải là sự chết chóc. Vì sao nói như thế? Vì bệnh ung thư trước đây thì bệnh nhân khi mà chẩn đoán ung thư có thể là không được điều trị hoặc là không điều trị được và có thể tử vong rất sớm, có thể đơn vị là một vài tháng đến một vài năm. Tuy nhiên với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại hiện nay, nhiều bệnh ung thư không khỏi nhưng có thể nuôi bệnh rất là sâu, rất là lâu. Có thể gọi là nuôi bệnh hoàn toàn trong nhiều năm. Có những bệnh nhân ung thư được điều trị, nuôi bệnh và có thể là lấy vợ, lấy chồng, sinh con được. Và thực tế cho thấy có những bệnh ung nhân ung thư như lơ sinh trồng hạt đã có thể sống thêm 20-30 năm và vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc, vẫn hoạt động bình thường như những người bình thường khác. Như vậy, cái thông điệp của Ngày Ung thư Thế giới muốn gửi đến cho bệnh nhân ung thư đó là ung thư không phải là sự kết thúc, mà ung thư là bắt đầu một cuộc sống mới, một cách sống mới, một phương pháp sống mới. Người bệnh ung thư nếu hiểu được bệnh của mình, hiểu được việc chăm sóc cũng như là ăn uống, sinh hoạt, dinh dưỡng đầy đủ thì có thể là kéo dài cuộc sống như những người bình thường. Cho nên là người ta mới nói rằng ung thư là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Nếu tất cả các bệnh nhân ung thư mà hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy là bệnh lý ung thư sẽ được coi là một cái sự rất là nhẹ nhàng, và người bệnh không phải cảm thấy bi quan và chán nản trong cuộc sống của mình. Và trên thực tế đã chứng minh cái điều đó. Trên thực tế bệnh nhân ung thư bây giờ không phải là toàn bộ, nhưng mà khá nhiều bệnh ung thư được kiểm soát. Nhiều bệnh ung thư được chẩn đoán sớm, được xếp loại nguy cơ sớm và có những phương pháp điều trị rất là tích cực để mà
kéo dài cái nuôi bệnh của bệnh nhân. Như tôi nói, có bệnh nhân đến vài chục năm. Ví dụ như lơ sinh trong hạt thì điều trị có những thuốc nhắm đích mà bệnh nhân có thể nuôi bệnh sâu và kéo dài một vài chục năm. Một số bệnh nhân khác trước đây tiên lượng sống chỉ 1 đến 2 năm thì hiện nay đã sống trên 10 năm, như bệnh lý đau tủy xương, như Olympho và một số bệnh lý khác. Và đặc biệt với các phương pháp điều trị như hiện nay, với các thuốc điều trị nhắm đích hay là phương pháp ghép tủy xương để mà điều trị cho các bệnh lý ác tính như ở bệnh lý tế bào máu, hoặc các cái điều trị nhắm vào cái chuyển đổi gen các cái tế bào ung thư, thì nó làm cho cái việc mà mất kiểm soát các tế bào ung thư nó được kiểm soát. Cho nên là những cái trường hợp mà như thế thì bệnh nhân có thể là nuôi bệnh hoàn toàn và sống được rất là lâu. Như vậy thì cái việc mà hiểu về bệnh tật của mình cũng như là được áp dụng các phương pháp điều trị tích cực và thay đổi cái nếp sống trước đây thì nó giúp cho người bệnh hoàn toàn có thể tự tin, có thể là sinh sống và hoạt động như những người khỏe mạnh bình thường. Câu chuyện mùa xuân là chương trình được tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ tinh thần, kết nối hoạt động thiện nguyện cho người bệnh và truyền thông giáo dục sức khỏe. Chương trình năm nay mang thông điệp thêm một lần nữa hãy sẵn sàng yêu thương cuộc đời này, bởi ung thư không phải là kết thúc, đó chỉ là khởi đầu của một hành trình sống mới với những trải nghiệm mới, dù có niềm đau, nỗi buồn nhưng vẫn còn đó niềm tin và những ân tình. Với mục đích truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe, chương trình có sự tham gia và tư vấn của chuyên gia trong lĩnh vực ung thư huyết học. Chủ đề điều trị ung thư máu luôn nhận được quan tâm và đón nhận trong chương trình. Với những tiến bộ trong điều trị hiện nay, khá nhiều người bệnh ung thư có thể khỏi bệnh hoặc điều trị ổn định và sống lâu dài với chất lượng cuộc sống được cải thiện. Không chỉ cung cấp kiến thức hữu ích, câu chuyện mùa xuân còn khơi dậy nguồn cảm hứng từ chính những người đã trải qua căn bệnh ung thư máu. Họ chiến đấu mạnh mẽ và hạnh phúc đón nhận kết quả đạt lui bệnh hoàn toàn. Sự xuất hiện của họ trong chương trình mang đến tinh thần lạc quan và những câu chuyện tích cực sau nhiều năm cố gắng. Tiếp nối ba ấn phẩm đã phát hành, nhân dịp này, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ra mắt tập san Câu chuyện mùa xuân năm thứ tư dành tặng người bệnh. 10 nhân vật có mặt trong cuốn sách là những người trụ cột gia đình, những bạn thanh niên trẻ mới bước vào cuộc sống và các cháu nhỏ. Họ kể về cách chấp nhận, động lực sống và vượt qua bệnh tật. Qua sự chiêm nghiệm này, người đọc có thể nhận ra ung thư không còn là nỗi sợ hãi, mà là bước ngoặt giúp mỗi chiến binh trở nên mạnh mẽ hơn trước thử thách.